Kính thưa Mạnh Thường Quân, em đại diện cho nhóm đến trao số tiền tổng cộng là 12 triệu đồng cho gia đình anh Hồ Chân để làm chi phí đi chữa bệnh. Cái chỗ này là bị nằm lâu còn là bị lở loét. Đây chỗ đây là bác sĩ họ mổ mà chưa nổi xương à chị? Bây giờ không chưa phải họ mổ. Chị nó hôm đó nó khám trên được men là. Ừ, đây là bác sĩ mổ. Đó, mẹ của anh Hồ Chân là bà Hồ Thị Khối, với là chị gái của anh Hồ Chân là chị Hồ Thị Cóc. Thì hai hai chị với mẹ để anh Chân đi viện. Thì nghe tin anh Chân nhận được tiền thì bà con làng xóm để mừng vì anh Chân đã có tiền để đi viện. Đây là số tiền chị tính tiền đi. Đây là chị Hồ Thị Cóc là chị của Hồ Chân. Ba, bốn, năm, một rồi, triệu. Một triệu rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hai triệu rồi. Ba triệu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Bốn triệu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Là năm triệu. Rồi, rồi năm triệu chị lấy tờ giấy này kẹp lại cắt lại. Đó, rồi đây. À, đây tập này 5 triệu chị gấp đây lại đi, chị bỏ đây làm bên. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Rồi, tập này 5 triệu này. Đó. 2, 3. Rồi, 1 triệu. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. 4 triệu. 3 triệu chứ. 3 triệu. 3 triệu rồi, rồi 3 triệu rồi. Rồi 4 triệu. 7, 8, 9, 10. 10 là cả hết mấy? 5 triệu. Rồi 5 triệu chị kẹp lại. Để kẹp lại đó. Đây là anh Thanh là ủng hộ 10 triệu đây. Chị bỏ đến từ giấy này. Đây là đây là 2 triệu của anh Hùng chị Hùng Phan. À, đây là 4,4,5,500 2 triệu rồi. Tổng cộng là chị đã nhận đủ tổng cộng 12 triệu chứ? Dạ rồi rồi. Tổng cộng là 12 triệu. Thế là tổng cộng là 12 triệu đồng. Chị đã nhận đủ số tiền tổng cộng 12 triệu đồng chưa chị Công? Đúng rồi. À, ba nhận đủ chưa? Đúng rồi. Rồi là ba với chị là có gửi lời cảm ơn chị đến Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho gia đình mình để có tiền để mình chăn đi viện không? Rồi.